Bạn là người Việt Nam và bạn rất xinh đẹp. Cảm ơn bạn, nhưng tôi là người Trung Quốc. Chị đẹp Trung Quốc vì yêu phở Việt Nam mà sẵn sàng chia sẻ cho netizen trong nước quán ngon mỗi ngày. Kính chào các bạn khán giả, mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Một quán phở kho báu ẩn mình trong những con phố cổ của Hà Nội, Việt Nam sẽ cho bạn thấy toàn bộ quá trình làm món phở Việt Nam". Cùng hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hãy quên đi món ăn Việt Nam, ngắm người đẹp Việt cũng được. Cho tôi một bát phở. Hãy đến Hà Nội và thử nhé, bạn sẽ không thất vọng đâu. Tôi sẽ đến. Tôi đang xin hộ chiếu. Tôi có thể đến Hà Nội trong một chuyến đi trong ngày qua Việt Nam không? Đừng đi nếu không rủ tôi. Lúc đầu tôi tưởng bạn là người Việt Nam. Bạn có thất vọng không? Không, tôi đoán bạn đến từ Phúc Kiến. Tôi phải ra nước ngoài ăn phở nên không muốn ăn. Hãy đến để tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam. Ở đâu cũng có gái đẹp, nghe nói ở Việt Nam lấy vợ không tốn bao nhiêu. Họ sẽ cần tình cảm hơn tiền bạc. Làm thế nào để đến Việt Nam đây? Tôi thấy nhiều người Việt Nam ăn rắn nên tốt nhất không nên đến đó. Đây cũng là một nét văn hóa ẩm thực của người Việt. Bạn là người Việt Nam và bạn rất xinh đẹp. Cảm ơn bạn, nhưng tôi là người Trung Quốc. Tôi không dám đến đó, nhưng tôi thực sự muốn đến đó một lần quá. Việt Nam rất an toàn nhé bạn. Đáng lẽ Việt Nam phải là quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore, nhưng thái độ với người Trung Quốc không mấy thân thiện. Môi trường việc làm ở Việt Nam như thế nào? Cạnh tranh rất khốc liệt bạn à? Không phải có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài định cư ở đó sao? Các công ty do Trung Quốc tài trợ cũng đầu tư rất nhiều. Có vẻ như tôi sẽ đãi bạn một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi muốn đi và học hỏi từ người hâm mộ Việt Nam này. Tôi đã tìm kiếm nó dựa trên vị trí của bạn nhưng không thể tìm thấy nó. Tháp Helios là nơi bạn ở phải không? Cuối cùng, tôi tìm được số điện thoại trong video và gọi đến cửa hàng để xác nhận địa điểm. Phở ở đó siêu ngon. Làm thế nào để đến Việt Nam? Tôi ở đây không hiểu tiếng địa phương, khó sống quá. Có vẻ như các loại gia vị ở mỗi cửa hàng đều khác nhau. Phở của bạn ở đó có thêm gia vị không? Tôi thực sự không hiểu nhiều về điều này. Tôi tưởng con gái Việt Nam có thể nói tiếng phổ thông rất tốt. Các blogger, liệu họ có thể vượt qua các blogger khác và đăng nhiều hơn, ngoài việc ăn uống và vui chơi không? Có quá nhiều người như vậy trong số họ. Cảm ơn góp ý của bạn, mình sẽ từ từ cải thiện. Mình cảm thấy nó có vị rất tệ, không ngon bằng bánh cuốn Tứ Xuyên. Mì Việt Nam thực sự có vị nhẹ hơn và không cay, và thơm như mì Tứ Xuyên của chúng ta. Giới thiệu con dâu và đến nhà bạn ăn mì mỗi ngày. Chào mừng bạn đến Việt Nam để tìm vợ tương lai của bạn. Rất ngon, tôi đã ăn hơn một năm rồi. Tôi cũng thích ăn phở. Tôi đã ăn bún ở Quảng Châu. Mời bạn đến Việt Nam và thưởng thức hương vị địa phương. Chuột nhà nướng có ngon không? Cho em hỏi cái này hộ anh họ già nhà em ở Quảng Đông. Tôi chưa ăn nó bao giờ. Tôi thích cà phê Việt Nam, các loại cà phê khác nhau có giá khác nhau. Có vẻ như bạn đã từng đến Việt Nam, bạn nói đúng quá. Món phở bò ngon nhất tôi từng ăn ở Hà Nội, nằm đối diện với Đại sứ quán Nhật Bản, lúc đó rất gần văn phòng của chúng tôi. Bữa sáng cơ bản của chúng tôi là ở đó, rất ngon. Một khi bạn xác định được một nhà hàng ngon, hãy tiếp tục ăn ở đó nhé. Tôi đang ăn món ăn Việt Nam đây các bạn. Thêm một tách cà phê cho bạn. Món mì này được làm giống như món bún xưa của Trường Sa. Món Việt hay món Trung nào ngon hơn, giá cả và dịch vụ như thế nào? Mỗi loại đều có nét đặc trưng riêng, đồ ăn Việt nhẹ và ít dầu, nhiều nước. Cái gọi là phở này ở Vân Nam gọi là phở khô, bánh cuốn. Nói đến ăn bún thì Vân Nam đứng thứ hai, còn những nơi khác không dám nói thứ nhất. Vâng, tôi đặc biệt thích món bún qua cầu Mạnh Tử. Làm thế nào hương vị địa phương có thể trở nên phổ biến trên toàn thế giới? Bạn chưa từng ăn mì trong nước à? Người hâm mộ trong nước là bất khả chiến bại, và mì thì ở mỗi nơi mỗi khác. Những ký tự tiếng Việt đó thuộc chữ viết nào? Bạn có thể học tiếng Việt. Tôi ăn món này ở Móng Cái, Việt Nam cách đây hơn 10 năm, là một quả trứng có vỏ, khoảng 7 viên thịt và nửa cái chân trước của con lợn. 10 tệ được trả bằng nhân dân tệ,
lúc đó bạn cũ ở Nam Ninh trả 8 tệ. Cửa hàng rất nhiệt tình. Lúc đó nhiệt tình thì bây giờ các ông chủ Việt Nam vẫn nhiệt tình lắm. Đó là một cửa hàng do chính người dẫn chương trình mở ra, thật khó để không đồng ý. Tôi cũng mong muốn mở một cửa hàng trong tương lai. Anh có cảm giác như người anh gặp ở Đà Nẵng chính là em. Đúng rồi, là em đó. Là người Hồ Nam, tôi không có cảm giác thèm ăn. Do không đủ cay sao? Tôi thích ăn bánh bao nướng do những người nông dân Việt xưa mang theo, và kẹo gừng trên đường phố. Bây giờ vẫn còn rất nhiều và hương vị vẫn nguyên bản hơn bao giờ hết. Tôi sẽ hỏi bạn trong chuyến công tác tiếp theo tới Việt Nam. Nhìn vào chắc hẳn là ngon nhưng không phải hàng thật đâu nhé. Chào mừng bạn đến trải nghiệm thường xuyên. Tôi đã thử, không ngon bằng bún Quảng Tây. Mỗi cái đều có đặc điểm riêng. Nó rất giống với món bún bò chao san Quảng Đông và sợi mì được cắt giống nhau. Chúng có những điểm tương đồng nhau. Ăn khắp cả nước thì bún Quảng Tây là ngon nhất. Mỏng và làm từ gạo. Mỗi nơi đều có những đặc điểm riêng và tập quán khác nhau. Theo tôi thì tô đựng thức ăn và thớt nhựa của bạn không tốt lắm. Đây là phong cách Việt Nam mà. Bạn cũng có một cửa hàng phở như thế này, tại sao bạn không quảng cáo cho nó? Tôi không quảng cáo nhé. Bạn chắc chắn không đến Việt Nam chỉ để ăn mì. Hơn 10 năm sau, món ăn vẫn còn đọng lại hương thơm nơi khóe miệng chính là cháo vịt Hà Nội. Phở đã chinh phục thế giới phải không? Phở Việt Nam quả thực nổi tiếng khắp thế giới. Loại bún này chỉ có ở miền Nam vì gạo hai vụ chỉ ngon, sau khi được xay thành bột và chế biến. Phở không ngon lắm, có lẽ là do ăn kiêng. Đến Việt Nam nhất định phải thử món phở ở đây. Người dân Cát Lâm có khẩu vị đậm đà và có thể thử món phở bò, rất ngon. Ở xa quá không ăn được nên hãy đóng gói và gửi qua đường bưu điện cho tôi. Chỗ đó có gần phía Bắc Myanmar không? Sau khi trả lương xong tôi sẽ đến đó. Bún bò Việt Nam sẽ ngon nếu kết hợp với que bột chiên Trung Quốc. Điều đó rất tốt và tôi cũng giỏi ăn uống. Hãy đến Thượng Hải và mở một cửa hàng, đảm bảo công việc kinh doanh đang bùng nổ. Sài Gòn Mama tại trung tâm mua sắm Thượng Hải trên đường Tây Nam Kinh luôn chật cứng mọi lúc. Netizen Trung Quốc kỳ kèo bát phở Việt Nam, chỉ người ăn rồi mới hiểu đáng giá từng sợi. Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề bát phở bò trên đường phố Ninh Bình rẻ hơn đâu bạn ở Hà Nội, phải ghé thăm các thành phố nhỏ, đây là mức tiêu dùng bình thường nhất ở Việt Nam. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng tò mò và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. 35.000 đồng cho bữa sáng thì hơi đắt, bữa sáng ở Trung Quốc có giá khoảng 6 tệ. Ở các thành phố hạng năm của chúng ta, giá trung bình của một bát mì là 10 nhân dân tệ, bát mì trong video không có giá trị 18 nhân dân tệ. Găng tay loại này có thể xử lý cả thực phẩm sống và chín, chỉ là thời tiết quá nóng, ăn xong đổ mồ hôi đầm đìa, sợ hãi kiểu này lắm. Phở bò giá 10 tệ chắc hẳn là rẻ rồi, phở có ở Việt Nam nhưng không có ở một số thành phố ở Trung Quốc. Phải nói rằng rất nhiều món ăn Việt Nam và Thái Lan rất ngon, do người Quảng Đông mang tới đây, phải đến Quảng Đông mới tìm được những món này. 10 tệ một bát là ổn rồi, giá ở Hồng Kông là 100 một bát. Năm 2015, giá bún tôi đã ăn ở Hà Nội là 350.000 đến 40.000 đồng, nếu có giá 35.000 nhân dân tệ thì là không hề rẻ phải không? Tôi không thấy mấy thìa bột ngọt, món ăn sẽ không có hồn, canh ở đó đã được nêm gia vị rồi bạn à. Có phải tất cả người Việt đều là tỷ phú không các bạn? Tôi đề nghị xếp cho thêm một quả trứng vào tô phở đó để ăn ngon hơn. 35.000 đồng khi đổi ra chỉ có 1,54 tệ thôi các bác, việc chuyển đổi là bỏ 10.000 và nhân với 3. Thành thật mà nói, nó không hề rẻ, nhưng những chi tiêu bữa sáng kiểu Trung Quốc 10, 20 năm gần đây là chuyện bình thường. Tại sao phở Việt Nam của bạn khác với phở Việt Nam tôi ăn khi đến Macau thế nhỉ? Hôm qua tôi mới ăn phở, họ phục vụ giá đỗ sống, ớt salad beno và chanh trên đĩa, và nước dùng thực sự rất ngon, tôi thích ăn mì nhưng gần đây tôi thích nhất là phở. Phở Việt Nam khá ngon, tôi ăn gần như một lần một tuần, tôi có thể đưa bạn đi cùng khi tôi đi du lịch không?
Cho tôi hỏi giá phở ở Hải Phòng cũng như vậy phải không? Có những người hâm mộ phở 10 nhân dân tệ ở khắp mọi nơi. Hôm trước tôi cũng ăn phở Việt, vị hơi ngọt nhưng khá ngon đó các bạn, giá thông thường là 11 nhân dân tệ một bát. Món này rất giống món chè nếp ở quê hương chúng tôi đã nghĩ nơi đó là Nam Ninh đầu tiên. Bát thịt bò này đủ để bán mì Lan Châu trong một năm, tôi còn nghe nói đi du lịch qua đêm ở đó chỉ có 300 tệ thôi. Mì gạo ở Thâm Quyến cũng có giá 10 nhân dân tệ một bát, nhưng là mì lợn, còn phở bò thì khoảng 20 tệ. Giá phở bò ở Bắc Ninh và Hà Nội chỉ có giá 30.000 đồng, tỉnh Ninh Bình cách tỉnh Thái Bình của tôi 30 km. Sự chênh lệch giữa 35.000 và 40.000 đồng chỉ hơn một tệ mà thôi các bạn à, ở Việt Nam giá đó gọi là 35.000 đồng, còn ký hiệu ở đầu có nghĩa là phở bò. Muốn ăn phở bạn vẫn phải sang Nam Định cạnh Ninh Bình mới thật sự ngon, bạn muốn ăn mì bò Triều Sơn không? 20 tệ một phần ăn nhé. Chẳng phải giá đó khác ở những thành phố nhỏ nơi có thu nhập thấp sao, còn tôi đã đến Việt Nam và tôi không biết tên các khách sạn nữa. Số thịt bò này nhiều quá, đủ để Lan Châu Ramen làm được 20 bát ramen bò, đó tương tự như cửa hàng của chúng tôi và phương pháp nấu ăn của chúng tôi không có nhiều thịt mà thôi. Bạn không thể mua được cô dâu, xe hơi hay nhà với 35.000 nhân dân tệ, vậy tại sao bạn không mua một bát phở để ăn? Không biết tại sao tôi lại phát chanh vào bát nước dùng vốn thơm ngon lại trở nên chua chát lạ kỳ. Phở thực sự rẻ và có vẻ ngon đó các bạn à. Chỗ tôi có quán phở 30.000 tệ ở đây, ngày nào tôi cũng ăn no đến mức muốn ói ra luôn các bạn à. Giá bát phở là 30.000 nhân dân tệ ư, ở Trung Quốc chỉ có giá 10 nhân dân tệ, bạn có thể ăn đến mức muốn nôn không? 10 nhân dân tệ ở Trung Quốc không thể mua được một cái bát rộng nữa. Gần 10 nhân dân tệ, nhưng nguyên liệu chế biến phở thực sự rất ngon. Đối với chúng tôi thì giá đó khá rẻ, nhưng tôi không biết ở khu vực địa phương nó thế nào, thì bạn ăn 7 bát bằng một ngày lương ở đó. Phở Việt Nam giá cả phải chăng hơn nhiều so với Lan Châu Ramen của chúng ta, tiền lương hàng ngày của tôi chỉ đủ ăn được vài bát mì bò. Thịt bò của họ giá bao nhiêu một bao vậy? Khoảng 250.000 đồng, 250.000 đổi ra khoảng 75 nhân dân tệ mỗi kg. Về cơ bản là gia súc thả rông và không nuôi công nghiệp. Rẻ quá, khách sạn chỉ có mấy chục tệ một đêm thôi, bạn giàu thật đấy, 350.000 vẫn bảo rẻ sao, ở Trung Quốc, tôi có thể làm việc 10 năm cũng không tiết kiệm được 300.000. Phải nói rằng an toàn thực phẩm trong nước đứng hàng đầu thế giới, tôi có cảm giác như bạn không biết rõ về người đó và không hiểu ngôn ngữ nên việc vào nơi làm việc của người khác để chụp ảnh là rất bất lịch sự. Ông của bạn có dạy toán cho bạn không? 30.000 đồng Việt Nam là 10 nhân dân tệ sao? Đây không phải là phở bò sao? Các bạn nghĩ sao về mì ramen Lan Châu? Phở Việt chất lượng tốt và giá thành rẻ, nguyên liệu tươi ngon đánh bại hầu hết các nhà hàng trong nước, tôi thậm chí còn không thể phát âm được từ phở nữa các bạn à. Họ làm giống như cách chế biến món ăn của Quảng Tây, cách làm có thể là cho thịt bò sống vào tô đó hoặc cho thịt bò đã nấu chín vào tô đó. Chưa chín mà còn nóng, Việt Nam và Quảng Tây cũng thích ăn phở, tôi thấy nếu bạn thích Việt Nam rất nhiều, tại sao bạn lại quay trở lại Trung Quốc? 350.000 đồng Việt Nam, ở đây chúng ta đọc là 350.000 nhưng ở Trung Quốc là 35.000, tôi biết chứ, tôi đã đến Việt Nam được 6 tháng rồi. Việt Nam đọc là 35.000 chứ không phải 350.000 nhé, ồ, tôi chưa học tiếng lâu và tôi đã mắc lỗi. Giá tô phở 35.000 đồng tương đương 10 tệ, có đắt không? Tại thịt bò lại nhiều đến thế được. Tôi đã ăn bát phở này ở Trung Quốc ban đầu bán giá 15 tệ, thậm chí bỏ ra 15 tệ chỉ một lát thịt mỏng mà thôi. Chỗ tôi sống 15 tệ là không tưởng, ít nhất tôi có giá là 20 tệ, thịt bò thì ít hơn nhiều ở Việt Nam. 80 tệ một bát, đây là giá phở Việt Nam tại phố Mới Châu Giang Quảng Châu đó các bạn, tệ quá. Họ còn bảo anh ơi, anh không thể ăn nếu không có 25 tệ trong người. Chưa nói đến Trung Quốc, một tô ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội giá 20 tệ mà vẫn chưa đầy. Tôi đã ăn bún gạo ở Quế Lâm, 4 hoặc 5 đô la, và rất nhiều thịt. Thay vì 15 nhân dân tệ, một bát mì bò Triều Sơn tương tự như thế này ở khu công nghiệp ở tầng dưới ký túc xá ngoài khuôn viên trường chúng tôi chỉ có giá 13 nhân dân tệ, nhưng địa điểm của chúng tôi là ở quận Nam Sơn, Thâm Quyến.
Ở quận của tôi, một tô mì có giá 5 nhân dân tệ, bất cứ nơi nào đều có giá riêng, không phải ở khắp mọi nơi đều có giá đó. Không cần phải bàn cãi, chỉ cần hỏi những người đã từng ở đó 2 năm qua, bạn vẫn thấy giá ở đó rẻ hơn phải không? Bạn đã đến Việt Nam chưa? Mức tiêu dùng ở Việt Nam không hề rẻ đâu. Đây là người nước ngoài, chúng ta phải chuyển nó thành tiền của mình để so sánh. Tôi chỉ đang nói về giá thông thường của họ, tiền của họ tính bằng nghìn. Tôi không nói đắt nhưng cũng không hề rẻ, chỉ 3 lát thịt thôi. Khi nấu chín cũng vậy, mình cũng sẽ thử ở đó. Mình hay đến đây nhưng chưa thử bao giờ. Món này trông ngon quá, tôi khuyên mọi người không nên ăn vì hiện tại tôi không ăn được.